không cần thói. Sắt này đập mạnh quá nó lại cong dưới mà. Quay được cái thắt lên này. Đây là bùi, thịt lực là bên nào, cái mặt thế nào. Để đi, ông nói tôi nếp để xong ấy. Lưỡi à? Thấy chưa? Rồi, đưa. Đi. Sẽ bị còn mẹ. Tắt một đầu đi. Quê. Mạnh ấy. Chưa? Hết trôi thôi. Chạm đất rồi chứ còn gì nữa. Mày đi đâu ăn được nữa. Đấy, nó chống cái mỏ kia là nó không xuống được hết. Đỏ đẹp. Sống à? Ừ. Này đệm không đệm nó đã cứ đẩy ra lồi ra cứ đẩy xong nó đệm chưa thì dám à mẹ từ từ quay xe đen đấy rồi nó mới không giữ con rồi. Quay đấy, quay, điền nó con. Đó, được một thằng rồi. À, thầy quá rồi, quắp. Kệ nó, quắp vào sao, nó quắp vào nó hay bị trống ở cái hộp này. Tiếp cái này đi. Cứ vào luôn một hai cái nào. Hơi bị lôi ra lắm cái này.
để nó bé. Nó to, nó 7 sắt 18 20 là nó vừa. Nó bé. Đôi ra. Nào, giật đi. Giật đi để cho giữ. Mạnh lên. Qua lại đi chơi. Qua lại ông này lên xóm trên này rồi. Cho vào trong này. Tí nữa mình ấy thôi. Đỡ để đi nó vướng. Cứ để đi. Cứ để đi. Cứ để đi. Buộc lên lên đây. Nhưng nó là kiếm cái gì? Nó ở trên kia đấy. Hả? Nó không phải ở đây à? Nó biết sao đi. Cái kia đấy đâu. Phải buộc vào, ấy, buộc núi vào mới ấy được chứ. Cúng cái bà đó, biết. Mấy hôm lại thấy cúng không? Đổ vào đâu? Vô, cắt ra, nắn tiếp, uốn tiếp. Mình bị xuyên đời. Ba này cứ đuổi thẳng.
Thank you.
ra bà non quán mà mày áp mà này bẻ u lại. Lắm hết trận.
đi vào đâu? Nhiều chưa? Mai cẩn thận đi lấy nước rồi tưới đi.